Sáng nay, thành phố Hải Phòng đã khen thưởng biểu dương điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất cấp cứu ngoại viện cứu sống bệnh nhi ngừng thở, ngừng tim. Vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo đang trên đường trở về nhà, thì thấy một người đàn ông bế cháu nhỏ sơ sinh ngừng thở tím tái chạy ra đường. Sau khi giới thiệu là nhân viên y tế, chị Thảo đã ép tim ngoài lồng ngực, há hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp. Sau đó chị Thảo đưa cháu bé tới bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên. Suốt quãng đường di chuyển đến bệnh viện, chị liên tục thực hiện các biện pháp cấp cứu cho cháu bé. Nhờ được điều dưỡng Thảo hỗ trợ cấp cứu kịp thời nên đến nay tình trạng cháu bé đã ổn định, cai được máy thở, các chỉ số gần như trở lại bình thường và đang điều trị viêm phổi. Với hành động trên, thành phố Hải Phòng đã chúc mừng, biểu dương điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo với việc làm cao cả của một người điều dưỡng xuất phát từ trái tim của một người mẹ. Chị đã cứu sống được em bé 7 ngày tuổi. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và được thưởng 10 triệu đồng. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Quốc hội thông qua luật đường bộ với nhiều điểm mới trong quản lý lĩnh vực này. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý trong quản lý. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã nhấn mạnh, trong các kết quả mà Cục Đường bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm như nhiều đổi mới trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số thì công tác bảo trì có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực đường bộ, cần tiếp tục có sự phân cấp mạnh mẽ, phân cấp phân quyền cho các địa phương để giám sát quản lý. Đổi mới được mạnh mẽ thì công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ thực sự nó phải hiện đại, nó phải chuyên nghiệp. Các đồng chí là tiếp tục suy nghĩ để có cái tham mưu, để có cái tổ chức thực hiện làm sao cho nó tốt. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh vấn đề lớn nhất trong quản lý bảo trì cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là huy động nguồn lực về vật chất và con người. Điều này cần những giải pháp linh hoạt sáng tạo để phát huy tối đa hiệu quả của lĩnh vực chiếm tới 80% trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông này. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo Chính quyền số và an toàn thông tin do khu công viên phần mềm Quang Trung phối hợp cùng với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là cơ hội để các bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và cùng xây dựng hệ thống chính quyền số hiệu quả và an toàn. Chuyên gia đầu ngành chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng hoạt động chuyển đổi số, phục vụ chính quyền số, giải quyết bài toán đang được cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm, đồng thời chia sẻ vai trò kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng giải pháp, xu hướng công nghệ chuyên sâu trong công tác bảo đảm an toàn. Chuyên gia đều có chung nhận định, chính quyền số mang lại nhiều lợi ích, không những hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn, mà còn hỗ trợ hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, tăng cường khả năng xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, cũng như tối ưu hóa nguồn lực, trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức có những kiến thức, công cụ, phương tiện tốt nhất để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Bên cạnh những lợi ích mang lại, quá trình triển khai chính quyền số vẫn còn nhiều thách thức đang xen như về hạ tầng công nghệ, nhận thức, kỹ năng số, quy định chính sách và đặc biệt là vấn đề an ninh thông tin.